Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng Tuổi 7X, thừa ủy quyền của Thủ tướng, chiều ngày 19 tháng 9 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại quyết định số 1229/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ kinh tế học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Ông từng trải qua các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Từ tháng 1 năm 2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Tháng 9 năm 2013, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Tháng 1 năm 2018, ông Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.